Thưa quý vị, ngày 21 tháng 2, Trung tâm báo chí thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin về trường hợp học sinh lớp 10, trường Trung học phổ thông Lê Thánh Tôn, quận 7 tử vong. Theo Ủy ban nhân dân quận 7, ngày 17 tháng 2, vào giờ ngủ bán trú, khoảng 11 giờ 45 phút, học sinh nghỉ trưa cùng phòng với em HMT, sinh năm 2006, học sinh lớp 10, trường Trung học phổ thông Lê Thánh Tôn phát hiện T có dấu hiệu bất thường nên đã báo với thầy giám thị. Ngay lập tức, nhân viên y tế trường đã đến để đo huyết áp và nhịp tim ghi nhận kết quả huyết áp và nhịp tim của em T đều bằng không. Cùng lúc đó, lãnh đạo nhà trường đã thông báo sự việc cho phụ huynh và gọi xe cấp cứu đưa T đến bệnh viện Tân Hưng quận 7. Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, bác sĩ bệnh viện Tân Hưng thông báo học sinh HMT đã tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến trường Trung học phổ thông Lê Thánh Tôn. Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, lập biên bản và lấy lời khai của những người liên quan. Theo kết quả giám định pháp y, nguyên nhân tử vong sơ bộ ban đầu của học sinh HMT được xác định là do phù phổi cấp. Hiện công an quận 7 đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Cùng ngày, một nữ sinh lớp 10, trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đã nhảy từ lầu 3 tự tử. Thông tin ban đầu từ bệnh viện cho biết em chỉ bị chấn thương phần mềm. Ông Đỗ Đình Bảo, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ cho biết, nữ sinh nhảy lầu tự tử này là học sinh lớp 10A10. Theo tìm hiểu của nhà trường, nữ sinh này không ở với cha mẹ mà ở với bà nội từ nhỏ. Em cũng có dấu hiệu trầm cảm từ trước theo xác nhận của bạn bè từ thời học trung học cơ sở. Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ cho biết, nhà trường đã ngay lập tức thông báo cho gia đình, công an quận và các ban ngành liên quan báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường cũng đã đến lớp của nữ sinh này để nắm thêm tình hình và ổn định tâm lý cho các học sinh khác. Công an quận 4 vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. <laughs>